Trùng hợp là vừa rồi thì mình cũng đã nói cái về cái vấn đề này. Trùng hợp là vừa rồi là OK, FTX vừa sập tất cả những cái 130 công ty nền tảng tiền điện tử thì cũng đang đi đi theo máy gió. Và ngay bây giờ banking giant and the New York Fed start a 12 tuần digital dollar pilot. Thì ngay bây giờ người ta mới ra tuyên bố, mới hôm qua thôi nha, tuyên bố người ta sẽ thí nghiệm 12 tuần tới đây là 3 tháng. Người ta sẽ thí nghiệm cái tiền tiền đô la điện tử. OK, và đây là những cái nhà băng sẽ thí nghiệm chung với cái nhà băng của Fed, New York Fed, đúng không? Citibank nè, HSBC nè, Mastercard nè, Wells Fargo nè, là những nhà băng lớn nhất nước Mỹ thì đang chuyển tiền qua lại với nhau, dùng dùng tiền điện tử để chuyển.